Chibu tiếp tục nhận cơn mưa lời khen tại show ẩm thực Trung Quốc. Sau thành công tại Đạp Gió 2023, Chibu lại tiếp tục ghi điểm với fan Trung Quốc khi xuất hiện tại chương trình về ẩm thực Hương vị Trung Hoa. Chương trình ẩm thực của Trung Quốc với tên gọi Hương vị Trung Hoa vừa lên sóng tập đầu tiên. Chibu tham gia chương trình lần này với vai trò host cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Ella, Amber, Cung Lâm Na, Ngô Thiến, Ngô Hân. Trước đó, nữ nghệ sĩ Việt Nam và các tỷ tỷ Ella, Amber, Ngô Thiến, Cung Lâm Na đã tạo nên tiếng vang tại chương trình Đạp Gió 2023. Tại show Hương vị Trung Hoa, Chibu cùng các tỷ tỷ ra vào vai thực khách, đi tham quan, thưởng thức các món ăn được mệnh danh là mỹ vị tại những địa danh nổi tiếng khác nhau của Trung Quốc. Qua đó, các người đẹp sẽ chia sẻ cảm nhận về ẩm thực tại mỗi điểm đến. Trong tập 1 vừa lên sóng, Chibu và dàn khách mời cùng xuất hiện tại bờ biển, được chào đón bằng rất nhiều người bản địa trong trang phục truyền thống đẹp mắt. Sau đó, các nghệ sĩ còn có màn nhảy múa cùng người dân Tuyền Châu vui tươi, đầy hứng khởi để bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực. Chibu cùng dàn người đẹp di chuyển đến 3 nhà hàng khác nhau tại Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Nữ ca sĩ được khen bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng nhiều biểu cảm đáng yêu, thân thiện. Khi diễn đạt các món ăn bằng hành động, Chibu đã khuấy động không khí bằng bài hát Một Con Vịt và được các tỷ tỷ hưởng ứng theo nhiệt tình. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn nhiệt tình làm động tác nhảy để thể hiện món được làm từ thịt tôm khiến nhiều người không khỏi thích thú. Trong một khoảnh khắc khác, khi Chibu muốn gọi thêm một phần quẩy vì chưa rõ cách phát âm của từ này, nên nữ ca sĩ đã khiến dàn khách mời được fan cười ngất. Với câu hỏi mà phía chương trình đưa ra ở cuối tập về việc lựa chọn nhà hàng nào có thiết kế đã thay đổi, không phải bản gốc, Chibu đã có nhận định chính xác và xuất sắc nhận được một huy hiệu từ chương trình. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, Chibu cho biết, tôi cảm thấy rất vui vì mình được đi du lịch cùng các tỷ tỷ, thưởng thức nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon. Về ẩm thực Trung Hoa, tôi chỉ mới là một người mới nên muốn được trải nghiệm nhiều hơn. Tôi hy vọng sau khi chương trình kết thúc sẽ có thêm thật nhiều kiến thức về văn hóa ẩm thực ở đây. Trước đó, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự mong đợi để đón xem nữ ca sĩ khám phá ẩm thực, sự tương tác với các người đẹp khác. Một số hình ảnh được rò rỉ trong quá trình nữ ca sĩ ghi hình cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Chibu được khen ngợi về nhan sắc dù chỉ qua cam thường. Bên cạnh đó, đoạn clip Chibu nhận hoa từ fan nhí cũng nhanh chóng được truyền tay nhau trên mạng xã hội. Cụ thể, khi đang đi di chuyển đến địa điểm ghi hình cho chương trình, nữ ca sĩ đã bắt gặp một bé gái đang đứng chờ mình và khá ngượng ngùng. Ngay lập tức, Chibu đã bước lại gần và nhận bó hoa cùng một nụ cười thật tươi để cảm ơn cô bé. Sau Đạp Gió 2023, Chibu đã có thêm một lượng fan rất lớn ở Trung Quốc và ở nhiều độ tuổi khác nhau.